Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một số loại bố và loại xo bên shop mình thường xài để phục vụ anh em thay cho hẹp Runner và Sonic Rider rồi kia. Trước tiên là mình sẽ chọn một cái đế nhôm đó, với kích thước có thể đi được một số loại bố mà mình sử dụng. Đây là một cái mẫu bố rất là mới 2020 đó, xưởng này sản xuất chung với Uma TA Racing rồi kia. Uma mẫu mới nhất là mẫu bố này anh em, với mẫu TA là xài chung đó. Đây là dĩ sữa bố. Tiếp theo là lò xo. Lò xo mình không phải chọn bất kỳ hiệu nào hay là thương hiệu nào, mình gắn cứ lùi vô đây. Mình phải tính cái đế nhôm của mình, và khi cái độ này xếp lại hết và cái chân của cái lò xo này nó thích hợp với nhau, coi như cái hàng chân này, kích thước của hàng chân này và cái hàng này nó phải ăn rơi với nhau, chứ không phải anh em cứ mua thích hiệu nào mua hiệu đó để vô là nó không được. Cái thứ hai nữa là khi mà chọn một loại đế hoặc là xài đế zin, rồi mình sẽ sắp cho anh em theo cái khoảng cách này, thì cái bố này nó bao nhiêu và cái lá sắt này nó bao nhiêu lì, thì nó có một cái phép tính bù trừ, sau đó anh em sắp sau đó cho cái độ nát nó hoàn hảo nhất à, chứ không phải mua bố hiệu này phép hiệu kia, lò xo hiệu nọ để vô, không phải đâu, nó toàn bộ nó có một phép tính hết mới ngọt được nha anh em. Rồi ok, thì hôm mình sẽ có một cái clip review về cái độ bắt và cái độ cắt của cái lò xo này.